Với sự phát triển nhanh chóng trong ngành may mặc, các công ty nói chung và công ty Anh Xuân nói riêng, công ty Anh Xuân khẳng định mình trên thị trường trong những năm qua. Anh Xuân đã nhập và đầu tư các trang thiết bị công nghiệp hiện đại như cắt, mai, in theo và hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước. Anh Xuân luôn đi đầu trong việc sáng tạo và đổi mới tư duy sản phẩm của mình. Tất cả nguyên liệu được kiểm tra theo tiêu chuẩn ISO 9001 của ngành dệt may mặc theo năm 2018. Với công nghệ in, anh Xuân luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm đẹp với số lượng lớn trong thời gian sớm nhất. Với đội ngũ thiết kế, kỹ thuật may tay nghề cao, anh Xuân luôn làm hài lòng những khách hàng khó tính. Có nhiều đối tác khách hàng của công ty anh Xuân: hệ thống rạp chiếu phim CGV, hệ thống Gazelle Chicken, Mobifone, VTV Cap, xuất khẩu Canada Nickel Cavalry,